Hello, chào mừng quý vị đã trở lại kênh YouTube Mỹ Mô Tô. Thì hiện tại em có mặt cửa hàng mô tô của anh Phong, chuyên mua bán và trao đổi những cái dòng mô tô nha quý vị nha. Đấy, thì cửa hàng ở địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha quý vị. Thì hôm nay cũng có về một mấy dòng mô tô mới về và mình sẽ cập nhật giá luôn. Và hiện tại trong cửa hàng cũng còn những cái dòng như là G3 nè ha, và những cái dòng như là CBR cũng có luôn nha quý vị. Và những cái mẫu Yamaha MT03 cũng còn rất là nhiều nha. Và Rebel 500 cũng còn nha quý anh chị. Đấy, thì những cái mẫu như là Ninja 3 cũng có luôn ha. Đó, CBR. Đó, CBR 500 cũng có luôn nha. Đây thì mới về một chiếc Z9 nha quý anh chị. Hai cái màu rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, thì quý anh chị có nhu cầu mình muốn mua xe thì mình cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình, có người tư vấn chi tiết giúp em nha quý anh chị. Đó, cửa hàng thì cũng có hỗ trợ cho anh chị mình trả góp này qua ngân hàng. Đó, ba ngân hàng nha quý anh chị, HD và FE dắt. Đó, thủ tục mình cần trả góp bao gồm chứng minh bằng lái hoặc đấy thì mình cần trả trước 30% giá trị xe nha quý anh chị nha. Đấy, thì đầu tiên mình giới thiệu cho quý anh chị những cái dòng mới về, rồi sau đó mình sẽ vô cửa hàng cập nhật cái phân khúc lớn đó nha quý anh chị nha. Đấy, thì qua đây thì cũng còn có như là TFX này quý anh chị nha. Đấy, TFX và G5V3. Đấy, G5V3 thì hầu như là ngày nào mình cũng thấy về luôn quý anh chị nha. Đó, biển là 67 này. Chiếc này thì đời 2019 nha quý anh chị. Giá thì 60 triệu 9. Đó, những dòng phân khúc 150 thì giảm 1 triệu 9 một xe nha quý anh chị nha. Đó, quý anh chị cứ trừ ra chỉ còn 59 triệu thôi. Thì chiếc TFX đời 2017. Đấy, vừa mới về luôn anh chị. Thì giá nó chỉ 44 triệu 900. Đó, xe này giảm 900 là còn 43 nha quý anh chị. Đấy, biển là 71C2 nha quý anh chị. Đó, 46930. Xe đi được 13.536 cây. Rồi ok, ngoài này rất là nắng nha quý anh chị nha. Quý anh chị thích hãy cho mình một like, và quý anh chị nào chưa đăng ký kênh đó và hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Thì vô trong cửa hàng thì đầu tiên thì mình thấy chiếc CBR 150 của Indo nha quý anh chị. Xe này cũng vừa mới về đây. Biển là 59 F2 03764. Đấy, xe đời 2018 nha quý anh chị. Giá là 61 triệu 900. Xe này giảm còn 60 thôi. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa là cửa hàng bao gói hồ sơ cho quý anh chị mình những cái dòng xe từ 20 triệu đổ lên nha quý anh chị. Đó, G15V3 thì số lượng rất là nhiều hen. Thì giá chi tiết thì mình có làm cái clip trước rồi nha. Thì hôm nay mình sẽ quay những phân khúc lớn nha quý anh chị. Đó, dài vô trong kia luôn. Thì đầu tiên mình xem chiếc Kawasaki Z9 nha quý anh chị nha. Đấy, xe đời 2017. Đó, cái xe màu đỏ đô rất là đẹp nha quý anh chị. Xe đi được 7.003 rồi quý anh chị. Đây, biển số là 75A100358. ABS. Có chống đổ luôn nha quý anh chị nha. Ok cho anh chị. Thì giá nó là 205 nha quý anh chị nha. 205 triệu. Đó, quý anh chị mình ở xa
có thiện chí mình muốn mua những dòng phân khúc lớn này thì cửa hàng còn giảm giá nha. Đó, có thương lượng giá nữa. Rồi, tiếp theo thì Z1000. Đó, biển là 63A1 nha quý anh chị. 00466. Xe đời 2014 nha. Đấy. Đây. Xe cũng tương tự như là 4 máy luôn. Và 2 bô zin còn nha. Đấy. Xe này mình quay cũng không kỹ ha, mình sẽ lướt lướt nhẹ nhẹ để báo cho anh chị mình ha. Anh chị xem không rõ hãy thông cảm mình nha anh chị. Xe đi được 13.796 cây. Máy móc thì ok anh chị. Đấy, rất là lớn nha. Rồi, thì giá là 243 nha quý anh chị. Đó, chiếc này thì hình như là có giảm cho quý anh chị mình 5 triệu nha. Đấy. Rồi quý anh chị cứ trừ ra. Tiếp theo thì cũng một chiếc Z1000 luôn, biển số là 92 00905 nha quý anh chị, xe đời 2015. Giá là 229 triệu, xe giảm 5 triệu nha. Xe đi được 23.484 cây. Rồi. Đây cũng là một chiếc Z1000 màu xanh. Đặc trưng của hãng Kawasaki nha quý anh chị. Xe đời 2015. Biển số là 71 nha. Đó, A100233. 129 triệu, giảm 5 triệu nha quý anh chị. Còn 124 thôi. Đây. Xe này đi được 18.000 nha quý anh chị nha. 18.800. Rồi bên đây thì Z650. Biển số là 59 A3 11051. Xe đời 2017 nha quý anh chị. Xe này thì 2 máy 2 xe lăn nha. Giá 142, giảm 5. Đấy, còn 137 nha quý anh chị. Rồi tiếp theo thì dòng CB500S nha quý anh chị. Đó, biển số là 59 A3 17974. Đó, 17974 nha quý anh chị. Xe đời 2018, giá 142, giảm 5. Đó, còn 137 nha. CB này đi được 11.598 cây nha. Bô có lên cái bô rất là đẹp nha. Rồi chiếc CBF cuối cùng, đời 2018. Biển số là 17 A100212. Giá 136 triệu. Xe chiếc này là giảm 6 triệu nha anh chị. Còn 130 thôi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vô trong cập nhật cái dòng Ninja nè và CBR500 nha quý anh chị. Đây thì mình sẽ quay cái chiếc này luôn. Chiếc này thì mấy clip trước có lướt cho anh chị rồi ha. Hôm nay sẽ báo giá luôn nha. CB500X nha quý anh chị. Biển số là 59 A3 11765. Xe này là 2 máy. Đời 2018 thì có lên những cái đồ chơi như là đèn nè, các thứ là đầy đủ luôn gì. Kính chắn gió nè. Đấy. Đầy đủ luôn nha. Giá là 163 triệu. Xe còn giảm nha anh chị. Đấy. Trước tiên thì mình thấy đây là giảm 1 triệu rồi. Đó, còn 162 thôi. Xe rất là mới. Xe model đi được bao nhiêu nha.
Odo này không có thấy để luôn anh chị. Biển số này, nói chung là xe rất là mới nha quý vị nha. Đấy, mới từng con ốc đó. Từ trong ra ngoài luôn đều rất là mới. Rồi ok, thì mình sẽ vô trong đây cập nhật cho quý anh chị mình mẫu CBR và ghi beo. Thì đầu tiên thì ghi beo nằm ở đây, ghi beo đời 2018 nha quý anh chị. Xe này đang rút hồ sơ, giá là 92 triệu, ghi beo 3 nha quý anh chị. Đó, phần khối là 300. Chiếc này không có chìa khóa ở đây ha, có chìa khóa mình xem cho quý anh chị mình xem cái Odo chìa khóa nằm bên đó. Cái này là cái gì? Phá cổ. Này là phá cổ hả? Chìa khóa bên đây. Đây là 1852 cây. Rồi ok. Đấy, giá là 92 nha quý anh chị, giảm 1 triệu còn 91. Rồi bên đây thì CB, đó, CB 650 GG G nha quý chị. Đây 650 này 500G nha quý chị nha. Đây 650G. Đấy phân khúc 500G. 500G thì còn 3 4 cái thôi quý chị. Đó 4 5 cái luôn. Rất là nhiều. Đó, đây nữa. Đây nữa quý chị ha. Đó, thì cuối cùng là chiếc Ninja. Ninja 3 nha, biển số là 61A100553. Đó, xe đời 2017. Màu trắng. Xe này giá là 95 nha anh chị. 95 giảm. Đem xe này giảm 3 triệu là còn 92 nha. Có ABS luôn. Rồi tiếp theo này mẫu CBR 500G. Đó, biển là 47A100565. Xe đời 2019 nha quý anh chị. Đó, chiếc này thì giảm tới 10 triệu nha. 157 giảm 10 triệu còn 147 thôi quý anh chị. Đây. Chiếc này thì biển là 71A100694. Xe đời 2019. Chiếc này 157 triệu, giảm 10 còn 147 nha. Đó, đồng giá với chiếc bên cạnh. Còn là chiếc này thì biển 68 A100767. Xe đời 2020 nha. Đó, giá là 163, giảm 10 còn 153. Đó, CBR 500G nha. Rồi tiếp theo thì cũng là CBR 500G. Biển là 59A3 24444. Ồ, biển số đẹp quá vậy. Đấy, một con số 2 và 4 con số 4 luôn. Đời 2020 giá 168 triệu. Xe này giảm còn 158 nha. Đấy, giảm 10 triệu một chiếc. Chiếc này thì hồ sơ cầm tay nha quý anh chị, xe đời 2020. 163 giảm 10 còn 153. Ok chưa? Rồi, tiếp theo thì mẫu CBR 650G. Đó, 4 máy nha quý anh chị. Xe đời 2020. Giá là 243. Giảm 5 nha anh chị. Đó, chiếc này thì giảm 5 triệu. Còn 238 triệu anh chị. Rồi vô đây cập nhật cho quý anh chị mình lô MT03. Đấy, MT03 còn rất là nhiều nha. Đầu tiên đó, quý anh chị mình xem chiếc BMW nha quý anh chị. Đó, biển là 75A100327. Đời 2019 nha quý anh chị nha. Đấy, xe còn rất là mới.
giá là 103 giảm 1 còn 102 nha quý anh chị. Đây. Rồi kế bên luôn, kế bên thì MT03 đấy, biển số là 01866 nha quý anh chị. Biển này là số gì để mình ra sao mình coi, 61 sao anh chị, 61 nha anh chị. Đấy. Giá là 93 triệu xe đời 29 nha anh chị, giảm 1 còn 92 triệu. Rồi kế bên thì biển là 64A200221 xe đời 2018, 98 triệu, giảm 1 còn 97 nha. Đó, dòng MT03. Rồi bên đây thì xe mới hoàn toàn nha anh chị, 109 triệu, giảm 3 còn 106 thôi. Xe mới chưa đổ xăng nha anh chị. Đấy. Rồi đây cũng một em MT03 biển là 79A100707 nha anh chị. Đó, xe đời 2020. Chiếc này 103 triệu giảm 3 còn 100 triệu chẵn nha. Đấy. Thì thậm chí quý anh chị mình ở xa có thiện chí muốn mua thì lại cửa hàng còn giá còn thương lượng nha. Đó, quý anh chị cứ mạnh dạn đến cửa hàng xem xe. Tiếp theo thì chiếc này thì xe mới hoàn toàn luôn nha. Đấy. Mới từ trong ra ngoài luôn anh chị. À, quý anh chị mua xe thì chiếc này thì mua xe mới thôi, lại đăng ký lấy biển số thôi. 109 giảm 3 còn 106 nha quý anh chị. Đấy. Rồi chiếc này có cọc rồi. Kỳ beo 500 có cọc ha. Còn đây một chiếc kỳ beo 500 nữa. Còn một chiếc nha. Đó, biển số là 59 nha anh chị, A314637. Xe đời 2018 150 triệu. Giảm 5 còn 147, 145 nha quý anh chị nha. Đấy, giảm 5 còn 145 triệu. Ghi bao 500. Rồi, vô đó thì mình cập nhật cho anh chị mình ha. Đấy, còn rất là nhiều dòng khác nhau luôn. Đây mình thấy chiếc G3 nó cái gì, G3 đời 2018 rất là đẹp nha. Đây thì chiếc Demon của hãng G-Fit, động cơ là tới 200 nha. Từ từ mình sẽ xem chiếc G3 này trước nha quý anh chị. Đấy, G3 đời 2018 biển là 82A1 3 số 0 15 nha quý anh chị. Đấy, biển số 85 triệu, giảm 1 còn 84 triệu nha quý anh chị nha. Đi được 16.380 cây. Xe còn rất là bóng. Rồi tiếp theo thì Demon 200 phân khối. Xe đời 2021. Nói chung là chiếc này thì khỏi nói rồi anh chị, rất là mới nha. Nói chung là xe mới luôn anh chị. Đó, mua về là mình đăng ký lấy biển thôi. Xe đi đâu có 154 cây thôi anh chị. Đấy. Mặt đồng hồ rất là đẹp nha, rất là rộng đẹp. Giá là chỉ có là 60 thôi anh chị, 60 triệu 9. Đó, chiếc này thì giảm 9. Đó, anh ghi này đi ít sẵn cái này nha anh chị. Giảm 900 là còn 60 nha. Rồi tiếp theo thì mẫu CBR 250 rồi nha quý anh chị nha. Đó, biển là 78A1 60128. Đó, 125 giảm 1 còn 124 triệu.
đây cũng là CBR 250G luôn nha, hồ sơ cầm tay đời 2019, lên bộ mâm màu vàng rất đẹp nha anh chị. Đây, có lên cái bô luôn, giá 123, chiếc này giảm tới 8 triệu nha anh chị, 8 triệu là mình còn có 115 thôi nha anh chị. Đấy, 115 triệu thôi, xe đời 2019, phân khối là 250. Rồi bên đây là cũng là CBR 250 luôn, biển là 94 nha anh chị, A1 00298, xe đời 2018, còn nguyên zin theo xe luôn, giá là 123, giảm 3 còn 120 triệu. Còn đây thì chiếc Z300 phân khối nha anh chị, đời 2017, hồ sơ cầm tay. Đấy, giá này chỉ có 89 thôi anh chị, 89 triệu. Đấy, chiếc này như giảm 1 triệu luôn, đó là còn 88. Rồi kế bên thì một chiếc Benelli 302, xe đời 2016 nha anh chị, biển là 43A1 01432, giá 60 triệu 9, giảm 900 là còn 60. Kế bên là FZ250, biển là 76A1 00140, xe đời 2017, giá 55 triệu 900, xe này giảm tới 2 triệu 9 là còn 53 triệu. FZ250. Rồi đây thì những cái mẫu như là Fullsan 200. Fullsan 200 là còn 3 cái nha anh chị. Đầu tiên là chiếc biển là 62A100569, xe đời 2019. Đấy, giá là 57 triệu 900, giảm 1 triệu 9 là còn chẳng là 56 triệu nha. Rồi kế bên thì biển là 92A1002, cái gì ta, cái này là 002 gì anh đọc biển số vậy, 00214 anh chị. Đây đó, xe đời 2018, giá 50 triệu 900, giảm 9 còn 50 triệu chẳng nha anh chị nha. Đấy, rồi một chiếc cuối cùng, biển là 83 Sóc Trăng nha anh chị, A2 00060. Đấy, xe đời 2018, đồng giá luôn. Đấy, 50 triệu 9, giảm 9 còn 50 triệu. Rồi còn một con FZ đời 2015 nha anh chị, giá rất là mềm luôn. Đấy, sẵn đây mình lướt luôn ha, chỉ có 25 triệu thôi anh chị nha. FZ 150i. Thì để mình xem cái biển số như thế nào. Rồi, chiếc này thì có hồ sơ sẵn nha anh chị nha. Đấy, như xe mới luôn. Giá chỉ có 25 thôi. 25 triệu thôi. Đó thì ngoài ra cửa hàng cũng còn trưng bày bán những cái dòng xe phổ thông anh chị. Công tay nè, Winner S150 và những dòng tay ga như là AB nè và SH nè cũng đều có luôn anh chị. Đấy, rất là nhiều nha. Quý anh chị có nhu cầu thì mình cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Có người nhân viên tư vấn cho anh chị mình chi tiết rõ ràng hơn nha anh chị. Đấy, thì mình có thể đọc lại cái địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Siêu thị mô tô, xe máy nha anh chị. Đấy, thì video này mình chỉ làm tới đây ha. Hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo.